Tao chơi con gì? Mẹ ơi! Mẹ tính ơi! Tao chơi con gì? Gì ạ? Cái gì mà xỉn điện vậy? Ôi trời ơi! Anh quay kìa! Trời ơi! Muốn chết luôn, có được ăn cái gì đâu. Thì cầm theo bịch nho ăn hết sạch nho luôn. Mới tới là rồi rồi vậy rồi đó. Rồi hello em. Đem đồ vô nè, đem đồ vô. Ở bên bên Thanh nè, rồi có con Nguyên Hùng nè. Hai chú của em nữa. Con chú này hồi nào con? Đây là chủ nhà, chào má. Chủ nhà, dễ thương. Chủ gì? Chủ nhà. Chủ nhà. Chủ nhà. Chủ nhà. Thôi bỏ đi, mệt không? Mệt không? Không có mệt. Về quê ban đồ gì sai. Mấy cô tới là má khó nghe luôn. Thì mình con dịch lại cho má trời. Rồi bây giờ em, mình chuẩn bị đi vô chỗ mát này nè. Ăn đám giỗ hoành tráng con. Dạ đó, má nhìn đi. Đó, đám giỗ hoành tráng dễ sợ chưa? Sẵn ăn đám cưới mẹ tính luôn. Sẵn ăn đám cưới má của Hồ Bích Trâm luôn. Dạ, ăn đám cưới mẹ tính. Là mẹ trời tính. Cái gì ở đây dữ anh Quang? Đói muốn sữa rồi. Giờ đói con ơi. Tính nè, mẹ xe đé. Nè mẹ xe đé xe Audi. Xe Audi. Đó, kìa là mấy chiếc mẹ xe đé. Nè, chiều đó mỗi người một chiếc vali bỏ vô lên đây chợt đạp ra chú Le. Đâu? Chú Le. Chú Le là gì? Sân bay. Chú Le là sân bay chú Le. Cái gì đâu ra sân bay bà. Đó. Được rồi ha. Ủa là mình ở đâu con? Dạ. Mình ở đâu? Dạ mình ngủ tối mình ngủ đây nè. Rồi bằng gì ngủ bằng gì? Dạ ngủ dưới đất. Ngủ dưới đất hả? Nhà con vậy thôi, nhà con nghèo. Đi chợ đâu con? Dạ trên kia. Ở trên kia. Trời 6 giờ ta chờ diễn viên về quá trời hết. Rồi 6 giờ mới vậy mới đi chợ. 6 giờ là trễ rồi đó. Mặc áo đầm. Trời ơi mới mặc áo đầm đi chợ. Hai giây. Lại luôn á. Vậy thôi. Rồi Thanh ơi mình vô mình ăn đi Thanh ơi. Đói rồi. Bắt quay quay ăn gì? Ăn cơm đó bụng quá con. Chị em qua mới đây mình qua đó rồi. Rồi cắt cho. Dạ, sao vậy? Cắt đi trời cái giờ tôi ráng tôi nói lại mà có gì đâu. Chừng nào ngày mai sập sền. Đây. Anh Quang á mọi người coi nè tới đây ông không vô nhà. Này, đây là má Phương Dung. Mẹ xịt nước hoa chưa? Mẹ xịt nước hoa chưa? Xịt nước hoa con chồng trà. Cho bà vô đây em. Cho bà bữa đám phi dân tam đà người ấy làm một chim bánh cánh. Ấy còn được ấy gì? Ấy gì? Nè, bộ con nè. Mẹ nó nghĩ là con không về luôn, con giận quá giận. Sao giận? Tại vì á mẹ nó con già, con giận quá giận luôn. Tối hôm qua. Tối qua mẹ mẹ nói con gà con men nhỏ này nè, xong rồi mẹ nói cây tội con nhỏ nó dòm luôn. Mẹ thấy cãi đâu con già đâu. Dạ được. Dạ được. Mẹ cho nó dòm phải không? Dạ mẹ cho con mẹ tính trừ. Mẹ tính miền Trung. Mẹ tính nhỏ là gì? Kênh YouTube của mẹ tính miền Trung á. Trời ơi, bây giờ chơi YouTube nữa hả? Trời quên. 30 ngàn người đăng ký rồi đó. Giờ mình chơi YouTube nữa hả? Trời ơi. YouTube sắp ra bông rồi phải không? Sắp ra bông rồi nè. Trời mẹ. Bữa giờ làm YouTube được 3 tháng. Đóng má được bao nhiêu tiền? Nhiêu tiền rồi? Không biết, không có biết cháu làm hồi mà ghé nó không. Con lấy hết 4 triệu. 3 tháng rồi 4 triệu hả? 3 tháng 4 triệu rồi. Lát cho tính 4 triệu ha. Qua đây giữ đây qua. Qua vô nhà. Nhà nó có lỡ đây nè con. Đây, cái này giống đám cưới quá vậy. Đám cưới mẹ tên. Cái gì? Cưới ai vậy? Hả? Không quay một vòng nữa. Cưới ai? Em cưới ai? Đây nè, đi ra đây nè. Đây, 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 đám cưới mẹ tên. Mẹ ơi. Mẹ đi bước nữa. Mẹ tính cưới ai? Mẹ tính cưới ông nọ con đâu biết đâu. Nè mẹ. Nè mẹ. Mẹ. Đủ ăn đi đủ. Chị năm nay chị nhiêu tuổi? Năm mấy rồi? Năm 2 rồi, bằng 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 vậy là cưng kia mình chị cái cưng tính mẹ 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 nói đi Khoan cười đó vừa chưa nói vừa cười không nghe nghe trơn á. Nói gì nói gì đấy là mẹ nói chuyện mẹ bất cười nè mẹ cười nhiều quá không nghe chứ mẹ vui mà phải không? À đang vui mà tối ngủ xin kem không? À uống thuốc con ghé trà mẹ thuốc ghé trà uống thuốc con ribi đó dạo này chị chuẩn bị lấy chồng rồi chuẩn bị làm đẹp dữ lắm nè mặc áo lạnh cho đựng đen da nè. Trời đi làm là vớ bao tay rồi một khẩu trang là không nhìn ra luôn. Ở nhà thì không có mẹ không có không có gì ở nhà là không có mon không có gì tùm gì không có mẹ không có mặt ở nhà không có mặt chứ phải không có mẹ đi vô đây đẹp không vô mà thôi mẹ mấy là vô không quan nhà lắm mà
này vẽ hơi lố nè. Cái nào đâu? Đây cái hình này nè. Nó hình giống Khải Như. Coi chừng dính lên nhỏ kia là bị ấy. Nhỏ nào? Dính lên nó là bị ấy. Dính lên nó là bị ấy. Bị ba cái ba hả? Dạ. Ôi ba cái ba nữa mà mới cứu cái ai không có. Ba mừng. Để con lớp lên nha. Ai để cho cái bình chị nha. Rồi tính cái kêu chú bằng chị. Ba cái bình chị đi. Còn nó mới muốn cho trẻ kêu bình tên được rồi. Trẻ trước tính tẩy tâm. Để mang đó. Để biết để mang cái tay. Nó biết rồi con nhẹ. Mẹ cầm túi LV để tính chân cho đeo. Có không? Đó. Anh Quang ơi. Anh Quang ơi. Anh Quang đâu đi? Bên kia. Anh Quang ơi. Tắm nha đi Quang đi. Quảng tổ anh tắm võ gặp mẹ tính. Mình có thêm một người 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 mẹ na cho ra về đi mong chị ở chị ở của ở miền Trung chị ở Phan Rang ăn ở miền Trung nha luôn á ở đây em biết chị là dạ dạ bây giờ là tính tới kêu cho mình chị á chị nói là chị ở Phan Rang chị nè ở Phan Rang còn em là ở quận Nhà Bè ủa quá à hiểu không đúng rồi bây giờ mình là chị em chị ở Phan Rang em ở Quảng Ngãi ừ em ở Quảng Ngãi nha còn nhẹ hơn mình không biết do anh vô về bẻ dò á tính đâu đâu coi phim có biết không có biết mặt không biết tính Dung nè biết sao đúng rồi rồi người ở ngoài chợ biết Dung không trời ơi nghĩ sao mất em biết vậy ngoài chợ là hỏi anh Quang với má về chưa sáng nè sáng nè sáng mai sáng nè sáng mai ra chữa sáng ngày mai á sáng mai ai muốn hỏi chị hết á phải không mai nó tầm dài nha, mai nó tầm dài nha. Không có hỏi anh Quang mà nói là hỏi thằng Hà nó về không? Hà tí qua mà đặt tin họ dấu hỏi, giờ tay họ thôi. Em Hà nó về không chứ không nghe thằng Quang về đâu. Mai chẳng chữa, mai đang chẳng nên chữa. Dạ, ngày mai sáng mai chắc thêm đứa đi phiên dịch. Nói gì quá, không nghe. Nói được phiên dịch cho nó nghe. Nghe, nghe con đó. Đây, đây xuống bếp mấy cô mấy bác đi như này. Ủa, cô Quang thấy thằng Hà. Giờ là mình phải đi chuẩn bị đồ ăn đây. Đồ ăn nè. Mà trong đó đã làm sẽ nào cà nè, ra sắn nè, cá chi nè, thịt luộc nè. Nào nào canh cua. Canh cua thịt bò nữa. Giờ trẻ nè. Cô nè, lớn hơn bả tuổi. Chị lớn hơn chị. Ông hơi nắng cơ, nắng lực á. Bao nhiêu? Đây là cây chua, thịt bò, cái chà con trứng chưa vậy? Vậy anh ăn qua? Xuống bếp. Từ từ lấy cái giường ra. Lấy cái măng con gái chưa ngọt. Lấy cái măng tốt mà mình ăn cơm á. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Không có nước con nữa. Lấy cái đồ phần đèn ảnh bắt đầu để tóc ra xe. Cô Minh Trẻ không? Cô Minh Trẻ không? Đó, Minh Trẻ không? Đó đầy đủ. Cô Minh Trẻ à? Bây giờ nhà mình tính ra không nè. Đây, đó, bây giờ là cái thân nè. Để lấy cái dao nè. Từ từ từ, để mẹ tính nói chuyện. Hôm nay mình tính không? Đó, có đâu, chết tao đồ xong bưng lên bàn. Để tháo con không con? Ra nó bắt đầu ánh vô ra đám đĩa, ra đám con. Ờ, anh quên luôn coi đó là gì. Ok. Dạ, Tân làm đi lấy cái Tân làm đi lấy cái Tân làm được. Nó tên Quang, Quang Giỗi. Thằng Hải. Quang đó. Cái này cắt tên. Anh đây vô đi. Bây giờ. Đi vô bắt băng nguyên mua bún. Bún giờ này là
Hả? Cắt thịt ở bên trái. Bên trái. Cái xé không vậy trời? Ồ, sắc mỏng nè. Yên tâm đi, đỡ tốn lắm. Nhưng mà nó hơi bị găng nha. Hả? Nó hơi bị găng nha. Bị găng là do là cái da của mình á, chứ không phải do anh đâu. Chỗ có bắp nữa là quan. Hả? Có. Nè, không bị găng thì đỡ thấy không? Sắp cho đẹp coi. Ủa, cái này hả? Yes, cái này. Ủa rồi. Cái này đi mỏng quá à. Lăn sơ lên em, bỏ răng. Không, ai có bị ở ngoài đó, có gì đâu quay. Trời ơi, đi, bởi thằng đó. Rồi, trời trời. Dạ. Quen quán nghĩa đây, trời ơi, cá này là nè, cá này là cá, cái này là cá hú, cá đỏng, này là thịt mực xào, cái này là thịt luộc, đây cà này là ăn với lại mắm này, rau sống, canh chua thịt bò, đây là canh chua thịt bò nè, ai cho ăn canh chua thịt bò, dạ quan vô nào đen quan. Từ cái nhỏ em mới tới ngồi mà đứng ngoài không cho tôi ngồi luôn trời. Không có gì ăn. Con mời. Ai ăn đi con. Tao mày gì giống ăn cơm. Dạ. Ngon. Ừ. 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 Mày qua giùm ăn con. Không mày ăn đi mà. Chi chi là thôi chứ. Má ăn, má ăn đi má, đưa con gấp cho nè. Thôi để má tự ăn con. Ok. Đây là mắm, mắm này là mình ăn chung với cà. Mắm ăn chung chạy mà cuốn hả hay là không, cơm. À bây giờ là cái này là cơm phải không? Dạ, cơm ăn hết thôi chiều bây giờ. Sao vậy? Trời ơi, đâu ăn đâu, có ăn cơm nhiều đâu con. Trả cho thao thao. Trái sữa mập thấy không? Ừ, đâu sống ngon quá. Có sợ bom lực. Ủa cái bánh tráng cuốn kìa. Ăn rau sống là cực kỳ ngon nha. Bánh tráng cuốn này, để mình ăn thịt luộc phải không? Bánh tráng cuốn gì? Bánh tráng cuốn thịt luộc với lại rau sống á. Bánh tráng ngon hơn nè. Ăn cơm đi rồi ăn bánh tráng nè. Món nào cũng ngon hết á. Cuốn cơm. Mình cứ nhét rau sống vô cho mà nhét thịt cho nè. Sợ cuốn một trăm không? Có cái tô nước. Ăn cơm cơm rửa cho. Má bà mò cái gì mà từ hồi nãy giờ mà chưa có ăn được một miếng nào luôn á trời. Đó chưa ăn nó thấy chưa? Nãy giờ mất tâm sự thấy bà bạn già. Trời ơi, 5.000 mấy người xem hết phim luôn, dạ mang. Bạn cơm rồi. Thì ai ăn có bạn đồ chứ quan kìa. À cái này không cần cần uống nhiều đâu má. Sơ sơ thôi. Nhiều quá là nó rụt quá. Thôi vậy thôi đó, tao biết mà. Má má xích vô và cầm cho nó. Vô nè. Có cơm rồi, có cơm cháy rồi, cơm cháy rồi. Ngon quá. Mà cả nhà ăn cơm. Ăn cơm đói quá. Từ sáng ăn được tô phở, nhưng mà phở đó đầu ngang bỏ hết. 90 ngàn một tô. Trả gì trời ơi. Trên sân bay á. Sân bay. Má kêu một tô phở là 128 ngàn. Đã nã hai má cũng củi. Không có má cửa kia cũng chảy mỡ. Ngồi luôn anh trai. Rồi nè. Ngồi luôn nè. Em đi kiếm trắng rồi. Qua đây qua đây. Trắng ở dưới đó. Bèo. Nhìn anh Quang ăn ngon quá. Trời đồ ăn ngon mà mọi người. Mọi người nói sao vậy? Đồ ăn ngon lắm. Trời ơi. Đồ ăn ngon lắm, cắt riêng cái gì hết cho ba để đây nè. Đây là nãy giờ thấy qua người thôi, lực lượng bên đây mới đông nè. Đó, lực lượng bên đây đang tập trung rất ăn rất đông. Anh Lộc nè, con cái con dê nè. Anh Lộc nè. Đó, anh Lộc là cựu tuyển thủ á, ổng là cựu tuyển thủ Luna Star. Chưa chưa. Đây là chú Tè là biết rồi nè. Đây. Anh Quỳnh Quán Cạn từ Gia Le. Gia Le hả? Đây là cô Bi nè. Đây là bạn Vũ nè. Chị Phương mua hôm em nghe anh Trần Đình Dũng Dũng Trình nó nói là chị xin quay cái gì ở phòng riêng em ạ. Quê mày hả? Dạ đó đó. Má nói là phòng riêng á, có mấy thằng BD nhiều. Lần đầu tiên live stream mà 6.500 xem, dạ mày. Có BD. Thuốc của mấy dùng với anh Quang nhiều quá. Đâu rồi. Cái giá giá một cơm là bao? Giá quà hai ba cái giá là đâu rồi? Cái con bảo đây là mắm mía con. Đây là mắm mía, đây là mắm ruốc. Nếu là mà mình mua mình về muốn làm nữa không? Dạ, cho làm thêm ớt tỏ, đường, bột ngọt, rồi nạn canh vô đánh đều lên. Cái này là hồ cái trăm làm. Đi ngon quá trăm. Nước mắm con làm.
nước mắm là trăm là mấy dạ này con ông cái tù bò bót không làm cái gì vậy ăn cơm cháy cơm cháy ở đâu ở dưới nồi nè không có đâu bếp củi làm gì có cơm cháy trời ơi có nè tức quá cháy rồi nó ê rồi cơm cháy không có chiều nay em nấu bếp củi cho anh có cơm cháy này nha chiều nay đi mẹ tính ơi chiều nay nấu bếp củi cho ổng có cơm cháy kìa chiều nay mẹ tính nấu cho cơm củi cho ổng nhưng mà tính nấu cơm củi rồi quá lực lượng em đi đây quá ngon luôn miên vô ăn đi em ơi, để đây chạy ăn rồi đó. Một khe ba bốn, không, chứ phải kêu 1, 2, 3, 4, không, ở đây cũng có bà Tư luôn, ở đây là bà Bốn Cọt, ngày xưa là đi giao liên, giao liên hả? Ừ, còn bà Tư sống ở trong Pháp, trong Mỹ, trong Mỹ hả? À, trong Mỹ giờ. Ấy là mời mấy chú rồi ăn cơm xin xin hòa xong rồi. Chứ sao con biểu bà Bốn ra ăn cơm mà bà Bốn ăn cơm trước giải? Nó bổ 12 đấy. Ba đang ngồi đây, quan ngồi ăn cơm. Lại xuống nền thêm miếng chanh nữa rồi. Đúng rồi, tao đợi đây nè. Về đây ăn rau cũng ngon nè mà. Ủa cái này là xả phải không? Không, chuối à, chuối à. Chuối sao nó tròn tròn giống xảo ha. Chuối, nó sắp ra. Ê, nãy giờ tao nói chất quốc hai củ rồi đó. Coi mẹ tôi nè, mẹ tôi không biết gì về bông chuối á. Không phải, nó giống như là xả cắt tròn tròn rồi nè. Trời, nhìn vô này gì mà xả đây mọi người coi đi. Trời ơi, dợm vô, nè, trời ơi, tốt quá, chỉ phải là gì nè. Đây này, con đang chỉ là đây, xả đâu xả. Nè, không giống xả chứ giống gì. Cái cọng chuối rõ ràng. Chuối, bắp chuối á. Đó, thấy không? Bắp chuối này không có ngâm bất gì á, là để nguyên bắp của bà luôn. Nhỏ quá đó, mới tưởng là xả. Cái cua bò anh. Cua bò nha. Đầu bếp Đà Nẵng, hụt Đà Nẵng nấu á. Đà Nẵng. Đó, mình đi đi một vòng bên đây ha, đó. Ê, hồi trăm vừa quê mặc đồ lúa ghê trời. Đi luôn hòa hợp luôn. Đây nè, đây là dép rồi. Ờ, đó là dòm nè. Trời ơi. Đây, cái tướng đi ngày xưa của trăm vào trăm, đi lại coi. Đây, đây cái tướng đi ngày xưa chỉ có Hoàng biết thôi. Lúc mà trăm mới vô nghe, anh em đã làm chuyện chung với nhau rồi. Con với anh Hoàng tính ra quay chung với nhau là từ cái mơ hoang tới nay là 11 năm. Mười mấy năm rồi. 11 năm rồi đó. Lúc đó trăm đen thui rồi, giờ. Giờ em cũng đen vậy. Không, em trắng hơn để trăm. Xe kem trộn đó anh. Kem trộn của nó đó. Kem trộn của má tính trộn. Trời ơi, má tính trộn hả? Má tính trộn đó. Má sắp bán online nữa rồi. Để tới sắp bán online nữa rồi. Má 9.000 người coi rồi. Trời ơi, 9.000 người. Má Dung ơi, ăn ngon không má? Ngon hả? Thấy mà. Mà làm sao con bỏ đường nhiều quá nó ngọt. Cái gì vậy? Thấy đâu có bỏ đường. Cái nào đâu có bỏ đường đâu, nãy con cái đèn chanh mà cái gì vậy, qua đây cô mà làm cái gì vậy? Lúc thì mặn quá đến về sặc cười luôn, thiệt luôn, ngon các bạn, cho đường nhiều quá nó ngọt. Nhưng mà anh làm cái tuồng thế gì vậy, coi nè, anh bị sặc, anh nhục quá, chạy ra đây nè. Nè mọi người coi nè, ở bên đây á thì cả nhà ra ăn cơm vui vẻ trên ghế, còn ông Quang thì em cho xuống đất kìa nè. Anh có fan nữa không? Fan cứng của anh. Đi heo thiệt tình. Bà nhà không có đôi dép nữa nè. Dép hồi nãy mua cho mấy đâu rồi đó rồi. Tức mà chú Bảy gả chú cho bé Điên chưa? Có luôn, à. Có luôn, trời ơi, cười muốn xỉu luôn á. Chú Bảy nè, hôm qua gả chú Tè cho bé Điên nè. Còn Miên á là anh Sĩ gả cho chú Thịnh. Chú Thịnh là một hồi nữa chạy vô liền. Nghe Miên về là chạy taxi vô. Về đây là bà Miên với bà Uyên là gả chồng hết. Vũ nè, bởi vì đã bỏ nghề đó. Vũ có vợ rồi ông ơi. Người ta có vợ rồi. Vậy này, nó ngồi ghế làm chi vậy? Khổ ghê luôn á. Bà lơ bà đi kìa. Hè gì bà kêu bà bỏ. Má ăn canh nào má mang nữa nè má.
bây giờ má ăn thử canh đèn quang này, canh ngon. Canh này là canh chua thịt bò. Canh chua thịt bò mà nấu bằng lá giang của núi gì đó. Lá giang trên núi. Là núi ngon lắm. Qua đây là Đức Phổ. Phổ Vinh. Hả? Cái gì bác? Phổ Vinh. Ồ vậy hả? Rồi nè, thôi bye bye mọi người đi nè. Bye bye. Mọi người im lặng nha, để má vung mà. Đừng có nói gì nữa, để má ăn. Nãy giờ má ăn quá trời luôn, 4 chén. Má ăn 4 chén à. Ủa 4 chén cơm hả trời? Ờ, 4 chén cơm, 5 chén canh. Nãy qua có nửa chén cơm thôi đó trời. Qua có nửa chén cơm rồi đó. Má vung nãy giờ ăn 4 chén cơm, 5 chén canh. Rồi bye bye mọi người nha.